Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh Ezi đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái series là Plan vs Zombie Garden Warfare hay là 3D đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ lựa chọn sang team của hoa quả để có thể là chọn một thằng nào đấy nhỉ. Và mình sẽ xem nào. À, mình có con cam này. Con cam băng rồi. Thì mình hôm nọ mình có đạt được con này ở cái mức độ Ray. Mức độ hiếm khá là bình thường. Cam băng, ông già cam băng Frozen, Citron. Đây có tất cả là bao nhiêu loại cam đây? 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tất cả có thêm khoảng 6 loại cam nữa cơ. Và chúng ta sẽ chọn cái con cam băng đi. Trời nhầm rồi. Sao được quà tặng này? Plant Statics. Thì thằng có cao quà tặng của Crazy Day. Cái thằng này là cái thằng chủ của mình mà. Cái chủ cái khu vườn này. Ok, chúng ta sẽ được một gói quà tặng. Open VIP, view VIP nào. Ok. Và plan patch open me, mở thôi. Hay quá, tí nữa tặng một cái patch miễn phí. Yeah. Wow. Ai chà. Mình được một con xương rồng, một con ca tút mới này. Wow. Thật sự rất tuyệt vời, Chater. Rất là vui luôn. Tự nhiên hôm nay vào thì tặng được thưởng con mới, quá là hay. Rồi, mình sẽ chọn con đấy đi cho các bạn xem. Ok, thì mình sẽ cần phải bực hết cả mình ta. Bật tắt cái Việt kỳ đi ạ. Rồi, mình có thêm một con Katut mới, quá là hay. Đấy, Katut đây. Rồi, ok. Wow, đẹp chưa này. Anh em ơi, quá là đỉnh. Wow. Mới thay đổi gì không? Thật ra mình cũng chẳng cần thay đổi gì cả. Như này là trên đầu có mấy con gì kia. Con gì nhỉ? Con gì có hai răng này. Nhìn đều, đều vãi luôn đấy. Và xung quanh ra một con rắn. Ủa, con này thật sự rất đẹp. Thật sự rất tuyệt vời cái này đấy. Mình quá thích cái này luôn đấy. Ok. Rồi, ta sẽ chọn con này nhé. Rồi, chọn luôn con này này. Chọn luôn thôi. Và bắt đầu đi làm nhiệm vụ nào. Đi làm các nhiệm vụ để Tên Katut. Thì có rất là nhiều bạn đã comment. Có phải nói là cái series này rất là nhiều người yêu thích. Có một số bạn đã comment là chỉ mình các cách. Ví dụ như một số bạn đây này, anh đạt được 15 sao thì anh sẽ được cái gốc cây lửa. Nhưng mà đổi gốc cây lửa kiểu gì mình không biết được. Nếu mà biết cái đạt được cái gốc cây lửa kiểu gì thì hãy có thể là comment xuống dưới này, hoặc có thể vào là fanpage, hoặc vào group, cái group ở phía trên này này. Đây, và đây có thể nói cho mình biết, hoặc là đưa đường link video ấy, video hướng dẫn để đạt được cái cây gốc cây lửa ấy cho mình để mình có thể làm theo. Rồi, rất là nhiều cái. Phút 26:45 thì anh có thể dù bạn chơi bóng đá. Trò này có cả chơi cả bóng đá nữa, nhưng mà cả người bạn cơ. Nếu mà ai có muốn thì hãy kết bạn với mình để chơi bóng đá được với nhau, rất là vui. Rồi, ở đây có khá nhiều thứ nhưng mà mình không biết được. Mình có cái nhiều cái hướng dẫn lắm nhưng mà mình không thể nào mà làm hết được. Đây. Anh ơi, đánh nhiệm vụ ở 50 ngôi sao cầu vồng để có thể đổi được cái cây lửa hoặc con dê điện tử. Nhưng mà các bạn phải cho mình cái link. Các bạn vào trong cái group này cho mình cái link để mình có thể xem được. Tại vì cái hướng dẫn của cái anh Just Code Game ấy thì có tận hơn 300 video cơ mà mình không biết cái nào cả. Rồi, ok, kệ thôi, thì chúng ta sẽ mai tiếp tục thôi. May quá, chúng ta vừa vào cái thì được luôn một cái cây xương rồng Katut mới. Quá tuyệt vời. Ok. Thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp nhiệm vụ nào. Cho con chiêu đặt đấy này. Cái này là cái cây nổ mà. Đi vào nổ mà. Đúng không ta? Đúng rồi. Yêu, cho cái này vãi thật, cho cái skill khác này. Cái củ hành này. Vãi thật. Bay lên này. Hạ xuống này. Hạ xuống này. Bắn này. Hình như là sẽ bắn được rồi. Thật sự vãi nồi thật. Kinh ta. Wow, cái này nó khá tương đối giống cướp biển bên kia. Nhưng mà thời gian lâu hơn thì phải. Khá là nhanh, khá là hay. Chúng ta ra đây phải thử bắn xem nào. Máy phản lực luôn đấy. Vãi nồi thật. Thật sự bắn nào xuống nào. Ôi như kiểu là kêu gọi bom từ trên này nổ xuống ấy.
không không ấy được. Cái này chúng ta sẽ hạ xuống, hạ cánh xuống bớt một chút, bắn vào chân nó. Nhiều bạn bảo bắn vào cái chân của con này. Cái này hay phết nhở, con này hay phết, con cá tút này. Hết đạn à? À không, đạn vô hạn mà. Vãi thật. Rồi rồi, sắp hết rồi. Sắp hết cái thời gian. Kìa, bắn vào chân nó, bắn vào chân nó. Xong xong. Mình về nhà luôn ạ. Ở đây sẽ có hai cái mới này. Thì mình sẽ xem cái loading mới. Cái Frying Explosion Mini Mystery này, new này. Một cái mới này. Thêm pack mới này. Wow, lại thêm pack mới rồi. Đã có thêm một pack mới. Đẹp chưa này. Con cây hoa hướng dương và con robot. Nó sẽ có thời gian thôi. Cái cổng này cổng cũ này. Cái này mấy cái cũ rồi. Party Heroes Cây thì hôm nọ mình xem qua rồi. Picking pack cũng cũ rồi. Ok, giờ sẽ xem các loại pack nào. Cái này như là mình nó bắt mình phải nạp thật nhiều tiền và thì mới có thể sở hữu được nhiều con hơn. Rất là đáng tiếc đây. Sticker shop, chúng ta sẽ có hai pack mới, có một pack mới. Time limited 200.000 tiền. Wow. Mình đào đâu ra tiền đây? Ok, có khi mình phải làm thật nhiều nhiệm vụ để có đấy được. Tại vì dạo này mình cũng hay bỏ bê này quá, không có thời gian mà làm mà chơi ấy. Rồi, làm thêm nhiệm vụ để lấy thêm cái sao này sẽ mở ra được cái hòm tiền. Rất là chi là ngon. 30 minutes. Nhưng mình có nhiều nhiệm vụ ấy quá. Nhiệm vụ Chomper này, Chomper và Zombie này. Three Needle Chomper, mình sẽ dùng con Chomper đã. Thằng nào mình vẫn phải dùng mà. Ok, đợi bạn chút nhá. Mình sẽ chỉnh lại cái mic cái. Ok, mình sẽ dùng Chomper để tiêu diệt 50 con. Để có thể lấy thêm được 3 sao cái. Chomper mình có một con thôi, buồn quá. Chomper mình rất thích. Nhưng mà Chomper mới chỉ có một con thôi, cấp 1 à. Tiến lên nào. Rồi, và mình sẽ đi ra ngoài kia chiến luôn. Ở ngoài kia nó sẽ có cái cướp cờ. Rất là ấy đi, để có thể là nhất có thể 200.000. Ok, let's go. Tiến lên nào. Chúng ta sẽ hạ luôn cánh ở đây. Ok. Cắn. Có thể e là hồi sinh nó. Yon, một con. Mình cần phải 50 con cơ. Yon. Chạy đâu tiếp này. Ok. Cắn tiếp. Chomper là một loại tăng cơ mà. Có cái bắn độc này. Đâu ta? Đông vậy. Có khi mình về mình làm theo cái nhiệm vụ chính của mình đi còn hơn làm cái này. Chúng ta sẽ về nhà làm nhiệm vụ chính. Mình có một đống nhiệm vụ chính chưa làm này. Là nhiệm vụ chính để kiếm thêm các ngôi sao để có thể mở ra được những cái hòm tiền. Ok, mình sẽ vào đầu ta. Đúng rồi, mình có cái cổng đằng sau nhà nữa. Chúng ta đi vào cổng đằng sau nhà nhé. Để kiếm, mình quán kiếm được thêm 6 ngôi sao nữa để đi mở hai hòm nữa là nó sẽ có thêm được khoảng 40k nó sẽ có 100k rồi. Nhưng mình còn mấy cái pack kia mình chưa mở được. Mấy cái pack kia cũng có mấy con ngon đấy nhưng mà mình chưa mở được. Ok, mình sẽ nhận nhiệm vụ từ anh Ngô Hạt tiếp nào. Nhiệm vụ tiếp theo nào. Again, cons, start quest thôi. Đây, 2.500. Mình sẽ nhận được thêm khoảng 2.500 tiền đó. Kết hợp với khoảng nhưng mà 50 con thì lâu quá nhỉ. Thật sự bắt đầu nhiệm vụ bắt đầu khó lên rồi đấy. Cái này cần rất là nhiều thời gian để cày cuốc. Ta đang tính cày cuốc đấy rất cao. Ok, chúng ta sẽ tiến đến cái chỗ kia. Và cái đối tượng nó nằm sau cái ngôi nhà này. Chúng ta có thể chui được dưới đất này, tạo một cái cây này và có thể bắn được cái gọi là tắt phép, một dạng kiểu tắt phép. Cái cánh cổng này. Cái cánh cổng là cái cổng này nó dẫn mình đi đâu ấy. Ok thì mình sẽ từ từ đã. Chìa khóa này. Sorry. Không phải lấy được cái chìa khóa được rồi. Chúng ta đang làm cái nhiệm vụ hiện tại nên chúng ta không thể lấy được cái chìa khóa này. Làm xong đã thì sẽ đi khám phá cái đấy chỗ nào. Cái này chỗ nào ta? Cái này chỗ quảng trường trung tâm này. Thì ở phần trước nó sẽ có một cái cây cột ở trước cửa nhà cơ. Lúc này nó sẽ không có rồi. Cái cây cột
gì đấy, nhiệm vụ thì rất rõ là nhiều mà không có thời gian mà làm các event quest hàng ngày đấy, event quest hàng tuần chứ không phải hàng ngày. Chúng ta đang tiến đến cái khu vực này rồi. Kia có một cái chai nước ép trái cây. Cắn này, bắn độc, bắn slow rồi, cắn đớp nè. Ôi incom cái chai nước ép trái cây khổng lồ à. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ phải bảo vệ cái chai nước ép này. Wow, what the fuck. Kia giờ bọn nó đang đến một con. Ở đây có mấy cái hòm liền kìa. Wow. Điện thoại rơi chứ. Giật cả mình. Tự nhiên có zombie tới. Zombie tới. Té ra hết. Wow. Cái thằng này. Yon. Cắn xong rồi. Yon, đã đặt cái cây ở đây. Vào đây. Nó chạy. Ui, chơi. Nuốt. Trời ơi. Chomper khá là khó. Nuốt tiếp. Được 2 con rồi. Con tổ số là 50 con cơ. Nó chạy kìa. Tờ. Nó khôn lắm. Nó dụ mình nha em ạ. Bọn này khôn đấy ta. Mình sẽ núp vào đây. May vào này. Bắt luôn rồi. Nó còn ném cái khói gì kìa. Nhơn. Xong. Thủ cửa này. Slow. Húp. Cắn luôn. Cái chỉ vỡ được cái bia mộ của nó thôi. Sorry kid. Ui da. Nó to thế. Đánh sao ta. Ui trời ơi. Ui. Chúng ta sẽ có cây hỗ trợ kìa. Ngon. Còn 80 máu rồi. Sao bị ăn cắn nhiều vậy. Đang tiêu hóa nó. Không thể nào mà vào được. Vào đây, vào cây nó đánh cho. Úi cha. Nó khỏe quá anh em ạ. Cây cứu hộ cái. Không có máu rồi. Bắn cắn con này không được máu cơ. Xong rồi. Great job. Complete rồi. Xong. Té thôi. Nhiệm vụ mình xong rồi. Người ta có 2 cái hòm kìa. Mình sẽ té đằng sau để có thể mở cái hòm. Complete. Nó cho mình về nhà luôn ạ. Rồi tiếp tục nào. Và mình sẽ thực hiện tiếp cái nhiệm vụ ở đây thôi. Nhưng mình nhớ là ở ngày kia có cái cánh cổng và có mấy cái hòm. Đi ra ngoài và khám phá xem. Ok, chúng ta sẽ ra ngoài khám phá xem này. Có quá nhiều thứ để mua mà có quá ít tiền để dùng rồi. 63k. Thì mình phải tính toán xem mình nên mua cái gì. Mua cái gì bây giờ. Cái này. Mình đang mua cái này. Cái này quá xấu này. Cái này đi. Mắt kính ngôi sao à. Cái mũ à. Cái này nhìn đẹp thật. 200.000. Chúng ta sẽ tiết kiệm vào đấy để mua cái 200.000 nhé. Cái kia thì mình không thích lắm rồi. Nhưng mà cũng phí. Mình mua đến 4 mảnh rồi. Bây giờ đào ra nhiều tiền bây giờ. Nếu để mua thật nhiều. Chúng ta sẽ đến với cái tòa nhà kia và vào cánh cổng để xem nó là có cái nhiệm vụ gì. Và trước tiên thì mình phải đi mở mấy cái hòm mà chưa cần thiết lắm. Chúng ta phải đi kiếm nhiều coin đã. Không có coin thì cũng bất lực thôi. Không làm gì được. Rồi. Đây có hỏi chấm cái gì ta. Chúng ta đang tiến vào cái ngôi nhà này và có thể nhặt được cái key này, cái chìa khóa ở đây thì phải. Đúng không? Đấy, nhặt được cái chìa khóa này. Con này nó nói cái gì ta? 25 Trader. Nó không cho mình mở hộp rồi. 25 sao sẽ mở được cái gì đấy ạ? Mà sao thì phải đi làm cái nhiệm vụ kia thì mới có được sao. Cái con này nó không cho mình lấy rồi. Nó sẽ vào đây nào, xem nào. Mystery Box. Cái cổng này sẽ có thêm được nhiều cái kinh nghiệm mới đúng không? Ơn này kiếm được những cái Rainbow Star này từ những cổng này. Ok, để có thể mở thôi. 3 day, thời gian là 3 day. Mystery. Crazy làm này tham gia ta. Time Dreaming.
Mình muốn tham gia mà. Chúng ta sẽ lao vào cổng luôn, không phải nói nhiều. Ui chà, tìm trận à? Chúng ta sẽ tìm trận đúng không? Tìm trận đối đầu với người khác á? Hay như thế nào đây? Mình cũng chưa thử cái này bao giờ, rất là bất ngờ. Chúng ta sẽ vào thử xem nó có cái gì trong đấy không. Tìm trận lâu vậy ta. Ok, chúng ta sẽ đợi nào, mà mình sợ nó còn lag ấy chứ, không chơi được cơ chứ. Chúng ta sẽ đợi một chút. Finding the best match, match making. Không tìm được trận à? Thế kia không tìm được trận mà. Frying Explosion Garden. Cần phải đợi người chơi khác mà không ta? Mình sẽ lấy con Chomper này, con Chomper này đang cày mà. Ok, ta sẽ waiting for player. Chà chà, hình như là không có ai vào đây ta. Hình như không có ai vào rồi. Chúng ta sẽ đợi người chơi một chút đã. Xem có ai vào đây không. Có con zombie nào không. Chomper. À, hình như không có ai vào đây chơi rồi, chúng ta sẽ trở ra thôi. Ok, chúng ta sẽ về select này. Mình sẽ quay trở lại cái hình như cái đợi rất rất lâu thì cả thì vì có người chơi cùng, chúng ta sẽ phải return lại thôi, return to quay trở lại cái vườn sau thôi để thực hiện các nhiệm vụ khác thôi. Cái này không phải đợi được, tìm thấy ở trên mạng ấy, nhiều người ta chơi người ta đợi rất là lâu mà ta sẽ cắt cảnh cái đấy đi để có thể đợi người chơi khác vào để tìm đúng cái trận đấu đấy. Rồi thì mình sẽ chuyển qua đã, thì cái thời gian thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ ấy sau. Rồi ok, đây có cái hòm này, hòm của thần lùn đúng không? Chúng ta cần 10 sao. 10 sao để mở được cái hòm 30 sao này. Chà chà chà, không đủ tiền cơ. Cái này là sticker shop thôi. Có quá nhiều thứ cần phải dùng đến sao. Ô, nó tặng gift này. View gift này, được một gói ấy này, Open Me. Một con gói zombie, zombie pack. Một con mới. À ha. Con này là con cũng được, nói chung cũng được, con này khá là xấu. Con này thì biến thành robot thôi. Hay quá, thế là một gói thêm hai gói pack, hôm nay ta sẽ được thu hoạch được hai gói pack mới rồi mà không cần phải làm gì quá nhiều cả. Ok, chúng ta sẽ đến đây và đi nhặt sao nào. Chúng ta sẽ cần khoảng 10 ngôi sao để có thể mở được cái hòm kia. Thế thôi. Cấp cờ nào, chúng ta sẽ chơi một ván cấp cờ. Ok, bảo vệ nào, cho sẽ bảo vệ cái cờ này. Chưa lần nào mình thắng cái cướp cờ này. Và mình sẽ cần phải đặt một số con ở đây. Cái gì đấy? Ok ok. Vào đây, vào đây. Đông vậy ta. Đông này. Cắn phát chết luôn. Mình mới có cấp 1 đấy. Cấp 1 thôi. XP của mình đang là khoảng là 2 XP mà. Rất là trâu bò. Bắn này slow, slow, slow. Slow. Nuốt, nhưng mà con này dạng kiểu tăng cơ nhưng mà rất là ít máu này. Có khoảng mấy chục máu, 100 hoặc hơn 100 máu thôi. Mà ta phải lúc nào phải cận chiến luôn. Tiến lại, tiến lại, tiến lại. Ok, có cái hòm kìa. Nó sẽ phá cái hòm kìa. Phá hòm ra. Phá này, phá này, phá này, phá. Đúng rồi. Có thêm người rồi, có thêm người rồi. Úi đớp thôi. Không tăng máu nhỉ. Hơi buồn là không tăng máu. Chúng ta sẽ có thêm một con này thủ trụ luôn cho mình. Hay. Cowboy. Cowboy. Anh Katut. Rồi. Cái đợt đầu tiên tấn công thì nó cũng không có gì cả. Chúng ta mà rời cái khoảng vòng tròn này thì cái thanh của zombie sẽ tăng lên. Úi chà. Được rồi. Ngon. Vào đấy. Vào đấy. Vào đấy. Nuốt ngay. Ăn ngay. Ai để chúng mày sống? Không để sống được. Vào đây, xong. Con này nữa. Xong, nó thêm một ít tiền thôi. Hai coin, thật hai coin này vậy. Thêm một ít tiền, đây là đồng nào hay đồng đấy. Nổ.
sẽ cần mấy con hồi máu nữa và thêm dạng không cần thiết lắm. Bắn mình kìa, cho ai cần tìm cái hòm nữa, cái hòm đấy có thể là mở cái hòm ấy ra. Kìa rồi, mình sẽ tìm thằng này rồi. Hết thời gian ạ. Điên đấy ra mãi cho đến cấp này, đặt luôn ở đây đi. Rồi ăn thịt, còn giữ chân là để ăn thịt đấy. Cây mọc này, cái hòm đâu ta, hòm thịt đằng kia kìa. Ui đánh ác liệt quá. Hòm ở đây cơ mà, không phải lấy cái hòm ở đây đâu. Bắn kinh hồn, hòm mất rồi. Nó tấn công vào. Ui bắn rát thế. Rồi. Ăn luôn, vỡ luôn cái hòm. Nó trâu quá anh em ạ. Nó sắp chiếm rồi. Đông vậy, cái quái nào mà đông vậy. Mình zombie của mình đâu. Cắn này. 3 star luôn. Ui ta ăn được nhiều quá rồi. Đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ chưa? Ồ, mình đã chiếm lại được rồi. Mình mải mê đi ấy quá, mải mê đi đập cái hòm kia quá. Xong. Ăn nào, ăn tiền nào. Ok, cái hòm nó hơi xa mà mình quên mất. Mình điền chứ. Chúng em cần hồi máu nè. Mình cần hồi máu đầy máu nè. Rồi 173 175. Còn máu đâu? Nhận Chomper. Cắn 2 phát, 3 phát là chết rồi. Con này rất là khỏe. Châu bò này. Vào đây. Mình vừa đánh mình vừa phải tìm cái hòm. Hòm ở đâu? Hình như hòm kia rồi. Ta thấy hòm rồi. Thôi kệ mày đi, mình cần phải thêm đồng hành những bạn đồng hành. Cắn. Chui xuống. Tìm mày. Mà cắn luôn. Rồi. Chiến thuật là thế đấy. Slow. Mình đang tiêu hóa nó. Nó to quá, con này to quá. Đặt hết xuống rồi. Cắn này. Hưu máu này. Chiến hết luôn. Chiến hết luôn. Mình cho vợ. Còn cái nhìn thấy được cái con cái yêu máu. Rồi, chui xuống đất. Cắn lên. Xong. Quá ngon. Chạy kìa. Mình sẽ chỉ cần bảo vệ một cái thôi. Một cái cây ở đây thôi. Không cần bảo vệ quá nhiều. Làm gì cả nó sẽ... Cắn con yếu mà skill hồi khá nhanh ra. Liên tục thôi, đúng rồi, chỉ cần một đối tượng thôi. Sion tiến sĩ. Úi giời, nó đập chết cái con hồi máu của mình rồi kìa. Trông rồi. Ok, ta sẽ hồi máu đây. Đập luôn này. Xong phim. Tiền với kim cương lại tới rất là nhiều. Tuyệt vời. Lấy nào. Ok. Lấy tiền đã. Đống tiền này. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái lượt. Bị bắn nặng quá nhé. Không đi xa đâu. Chui xuống này, con này giật điện. Mỗi một là có một cái lượt khác nhau thì phải. Rồi, nó sẽ bảo vệ cái này. Cấp 2 mình khỏe hơn rồi đấy. Nhân. Đánh nhau loạn quá, không nhìn thấy cái gì cả. Đớt được một con nữa. Hỏng. Rồi, hỏng. Enforce ở đâu? Cái thùng gỗ ở đâu ra?
Cú gỗ ở tít đằng kia kìa. Cú gỗ tít đằng kia thì có nên ra không? Không ra được, không ra được, không ra được. Không ra được, ra ta sẽ chết. Cắn, 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 cắn lên, cắn lên. Trước khi đai. Đông quá, nó đông quá anh em. Còn cái nào không? Còn cái nào không? Hồi máu, hồi máu, hồi máu. Mình phải hồi máu, mình phải hồi máu, mình phải đỡ được chỗ này. Từ 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 từ, đông quá anh em. Vô vọng rồi, vô vọng rồi. Chui xuống. Cắn này. Bao nhiêu máu? 4 máu, 3 máu, 2 máu. Game over. Chúng ta thất bại rồi. Quá buồn. Ôi máu thì bây giờ cũng không tác dụng gì nữa rồi. Ok, ta sẽ về đã. Chúng có thêm 3 sao hay là 6 sao rồi đấy. Chúng ta khoảng 6 sao thì phải. Có 6 sao. Có một cái tin nhắn gì mới này. Không, vẫn là cái thế thôi. Vẫn là cái cổng thôi. Mystery box thôi. Ok, mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ này rồi thì mình sẽ làm thêm một cái nhiệm vụ nữa nào. Rank S Chomper Pizza 30 minutes hoặc là nhiều hơn à. Là sao ta? Chúng ta sẽ money back ở cái Chomper Pizza Rank S đạt được á, đạt được cái Rank S. Khó hiểu ta. Cái nhiệm vụ này khó hiểu này. A Rose cộng này. Crazy Target Row và Zombie này. Cho có thể chọn con hoa hồng này đúng không? Rồi tiêu diệt 60 con 50 con zombie này. Một gen sensor boss. Crazy Diver Anti Karate Karate Class. Ok, mình sẽ nhận nhiệm vụ của con đấy đi. Nhiệm vụ của hoa hồng. À, thực ra là mình sẽ nên đi mở hòm thì được tốt hơn đấy. Mở hòm thì về mình sẽ có bao tiền rồi để có thể mở thêm kia kia. Mình cũng gần đủ cái bộ ấy rồi. Anh xem nào. 64.000 là mình đủ rồi đấy. Cái bộ này là có 60.000 thôi này. Mình đủ cái bộ này rồi. Ok, chúng ta sẽ mua nốt cái bộ này nhé. Mua nốt cái bộ này đã. Mình gần đủ rồi nhưng mình không thể nào mà bỏ được, rất là phí. Đấy, đủ rồi đấy. Yes. Chúng ta sẽ unlock được thêm một con ấy nữa rồi. Một con nữa rồi. Ngô hạt. Đấy, thêm được một số, một cái mũ này. Kính này. Kính này mình có này. Kính này mình có rồi. Come on, toàn đồ come on thôi. Ồ, một cái Pier Gatling nhân 3, nhân 1. Đây là mấy cái cây này. Mấy cái cây thôi, mấy cây để trồng này. Chắc là vậy, nhân 3. Đây, hai cái tấm thẻ Super Ray. Super Ray đồ khá hiếm, khá ngon. Hết sạch tiền luôn, còn có 4.000 tiền nhỉ. Rồi, mình có thể xem cái thằng nhân vật mới của mình nha. Nhìn nhân vật mới quá mà chưa chọn được. Multiplay. Ok, nhà sẽ quay trở lại và chọn cái thằng đâu nè, con đề. Thêm được thằng mới này. Ý chà, khá đẹp trai. Khá là nhiều con hay ho trong này đấy. Đây, con này chắc là chỉ dùng được theo ngày thôi. Trong tuần thôi. Con này cũng là đặc biệt này. Cho thêm được một số đồ của con này nữa. Đấy, thêm rất là nhiều đồ, rất nhiều phụ kiện. Đấy, có cái mũ này. Đây là mũ giống của thằng Ash trong Pokemon này. Cái này thì mình cái này cũ. Future Spartan. Way. Way già, đẹp trai. Cái đẹp trai này. Đấy, rồi có cái mũ này, chiến chưa? Không có gì mới, đây không có gì mới cả. Cái này thì không có gì mới, cái này chỉ là cái băng đầu thôi. Ok, thì mình sẽ exit ra nào. Rồi, ten. Thì cái mục tiêu của chúng ta ấy, thì nó sẽ có hai mục tiêu trước mắt. Đó chính là sẽ mua được hai cái gói này. Một gói này thì đáng lẽ không nên mua lúc đầu, tốn tiền quá. Tốn tiền quá ta. Mua mất bao tiền. Mấy gói này 35k này. Cũng được mấy con zombie ngon nhưng mà thật sự tích có tiền mà mua được hết. Super Brain. Con này một dạng khác của con Super Brain này. Cái này là dạng kính mắt 200 tiền. 200 tiền gói này time limited.
Cái này thì có thể mua được bất kỳ lúc nào có thể mua được, cái này không quan trọng. Thang limited này chỉ có giới hạn số lượng thôi, vì thế phải mua ngay. Chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ nữa là phải đi kiếm 200.000 để mua cái gói này và kiếm khoảng 180.000 mới đủ được cái con này. Wow, 180.000 một con này, thả mua 200.000 con này hơn. Rồi thì ok, thì mình sẽ kết thúc tập này tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ với giúp mình. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Plants vs Zombies phiên bản 3D. Và bye bye.